kia thì còn đọc nữa, bỏ một cái đọc cho mình đưa xuống, đưa xuống hàng nhất là đưa ra để cho nó sát luôn mọi người. Cái này mình làm chữ đúng không, làm chữ đó xuống này, kéo xuống kịp thời. Nhớ là cái chổi nè, anh lo là cái gì, cái cọ nè, quét nè, vô nè, đi đó, cái chổi cọ nè, quét vô nè, quét nè, quét vô nè, quét vô nè, quét xuống nè, vô nè, quét vô nè, cho nó thành một thành phẩm cái củ nè, đó, tập 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 tiếp, để giữ được, kéo nó cho nó đều, kéo cho nó đều. Nhớ cho nó đều, từ từ, từ từ, từ từ. Coi nó cho nó ngay, thấy chưa? Nó cho nó ngay. Canh nhớ canh bên đây, nhà bên đây nó phải đều nhau nha. Tí xíu mình đổ lại, xong rồi mình đổ lại. Rồi, xong rồi mình để bên đây, để đây, chỗ bên đây đây. Tí xíu mình đổ lại. Anh tình yêu sao mít. Sao mít nói nho là sao? Nho gì? Nho màu quá hả? Màu nho á hả? Hay là sao? Màu nho, em biết màu nho không? À, nhớ là thêm cái nữa, à, là thêm cái nữa. Đập, 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 đập. Nhớ sư lại giùm nghe. Rồi, nói tiếng bị nhỏ hả? Bây giờ mình là mở lớn thôi. Chuyện nhỏ mà, đó, mở lớn rồi đó. Rồi, nhớ là rút xuống rồi, xuống nha. Chút mà sao phải để cho nó hở, cho nó đi bột lại vào bên đây, chút vô nè, chút vô nè, chút vô nè, thấy không? Thấy tình yêu nghiêng qua nghiêng lại chút không? À, giờ lộn, ra chút chỗ nè, phải bị cọ nè, quét nè, quét tới đây nè, vô nè, vô, bên đây cũng quét vô nè, đó, ném cục bột quét vô nè, dạ, ném cục bột nè, ném nè, để nó sôi một chút, ném nè, bên đây đầu ném nè, ném nè, ném vô nè, đấy chưa? Đẩy cục bột vô cho nó tròn, đẩy vô cho nó tròn, xíu mình vỗ lại nhé, vừa đẩy vừa đập đập đập. Nhỏ hả? Nói tiếng nhỏ hả? Hôm nay chắc đầu tuần ăn chơi xà đỏ quá, giờ nên nói tiếng nó nhỏ. Thường thường mấy cái này á, mà đầu tuần nó hay quý, nó hay quải quải lắm, nên nó nói tiếng hay nhỏ nhỏ, thông cảm thôi. Rồi, bây giờ mình để đây ha, để đây đi, rồi tí xíu mình quay lại mình làm design. Tại vì mình chưa có xong, mình còn phải vũa lại nữa, ok. Rồi, bây giờ mình đắp cục bột màu này luôn, là màu N17 ha, đắp nguyên móng. Thấy cục bột nè, đây là coi đắp nguyên móng này. Chưa coi tình yêu đắp nguyên móng nè, bỏ lên nè. Bỏ lên nè, nhẹ nè. Ok, nghiêng cái tay nè, xong đẩy cục bột nè, đẩy cục bột nè, đẩy nhẹ nè. Sát như trong da, trong cuticle nè. Đập nè, đập nè, đập nè, đập nè, kéo nè. Đập vừa kéo mà phải nghiêng cái móng tay nè, đập nè, đập nè, kéo nè. Rồi kéo hai bên nè, kéo hai bên nè. Kéo hai bên nhé, kéo hai bên nha, đừng có kéo đến giữa mà kéo hai bên thôi. Thấy chưa? Kéo, 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 kéo nè, chỉnh đốn cái nào cho nó. Đó, nhung ra chút cho coi cho nó đã nè. Còn vậy sao quét, rồi mới còn mới dài sao quét cần sát vô cho mày, kéo cho nó dễ. Mình đốn cái tay người ta nè, cái chuyện đốn cái tay không, mình đốn người ta vừa thấy cái tay với cái cọ là thấy vô, kéo vô. Ghiêu mà, thấy không? Rồi, xong tới cái đầu vẫn là khỏe lắm. Nó khô là những miếng liên bịch vô nè, chùa thì nó láng. Tí xíu mình khỏi vũa, mình vũa nhiều quá nó cực đó. Ví dụ như mình cảm thấy trong đây nó chưa an toàn, mình cho nó biết, cho nó biết, cho nó bơm ít thôi, hiểu rồi. Bỏ lên rồi, lên đây, lấy nhẹ nhẹ thôi, lấy nhẹ nhẹ thôi, quét xuống rồi, chưa quét xuống rồi, nó dư rồi mình bế nó vô, chưa lấy một vô, nè, chưa lấy một
anh cho coi móng tay tôi chưa, bên này nó không thiếu bột, thấy rõ không? Bên này nó không thiếu bột, nó hai bên nó không thiếu bột, đó là cái cách lắp của mình cần phải lắp như vậy. Ok, rồi làm lại nữa nè, làm lại nha. Nhưng món này không dễ đâu, nó dễ thấy nè, lấy cục bột này thấm xuống cái giấy nè. Ok, bỏ lên hướng này cũng được mà bỏ hướng này cũng được, bỏ hướng này nè cho nó dễ nè. Đó, bỏ cục bột làm ra thấy không, như cái tay người ta xuống đẩy cục bột, đẩy nhẹ lên, đẩy nhẹ lên, chứ không phải đẩy cho thiệt mạnh lên, đẩy cho mạnh nó dày nó đập nè. Đó là nghiêng qua nè, nghiêng qua đẩy lên nè, đập nhiều, đập việc kéo xuống là nghiêng bên đây qua, bên đây nó thiếu, nó thấy chưa, đẩy cục bột lên, đó, đẩy cục bột lên, kéo này, đó bây giờ kéo này, nghiêng qua kéo này, nghiêng lại đó, nghiêng qua nghiêng lại nó thấy được mình kéo cục bột, chứ mình kéo cục bột mà mình không có nghiêng qua nghiêng lại nó sẽ không thấy đường, và nó bị thiếu hai bên hông. 10 người hết 9 người làm cục bột bị thiếu hai bên hông là do mình không có nghiêng qua nghiêng lại. Anh chị em phải nghiêng qua nghiêng lại, đó, nghiêng qua nghiêng lại lắp cục bột. Bây giờ nghiêng cái móng tay của họ, nghiêng qua nghiêng lại nè, cục bột nó hơi khô, chùm cái cọ nhúng nước, kéo tiếp, đó, kéo. Bây giờ vừa kéo vừa đập, vừa kéo vừa đập. Bây giờ đó, cục bột nó tròn rồi xong lấy cục bột này. Khi mình đẩy vô là hai bên hông nó dư, thấy không? Đẩy vô này, đó, xong rồi lấy cục bột dư ra, cục bột nó gãy. Bây giờ đó, dễ chết. Kiểm đốn đội hình này, xong rồi lấy cục nhỏ nè, lấy cục nhỏ xíu nè, thấm xuống cái giấy nè, bỏ lên nè, đập nè, đập nè, kéo nè, đập, đập kéo, đó, là nó tròn cái critical nè. Bây giờ thấy nó tròn không? Bây giờ chỉnh đốn đội hình nè, chỉnh đốn đội hình cho nó sạch sẽ gọn gàng, đừng có để bột cái dư ra ngoài. Xếp cái móng tay mà đắp kiểu này nữa thì còn cái gì nữa đâu mà nhũa, chỉ cần nhũa sơ thôi là ok lấy tiền. Ai không nghe được thoát ra vào lại, có phải tình yêu cũng quay bên video không? Là sao anh không hiểu, em không có quay cái video gì đâu. Rồi ngón cái nè, vậy đắp lại ngón cái nè. Đó, anh chị em nhớ xem bài dùm nha. Ngón cái nè, lấy nhiều nè, lấy ngón cái nhiều nè. Ok, bỏ hướng này cho nó dễ nè, bỏ hướng này một cái nè, chỉ là nhẹ nè, để nhẹ cái cọ vô nè, rút cái cọ ra, xong nhớ đưa cục bột vô liền, đó, đưa cục bột vô liền để cho nó đưa cái chảy ra ngoài, cho nó vô trong. Đó là mình nghiêng cái tay nè, nhớ đưa cục bột vô, đó, nhớ đưa cục bột vô, đưa vô, xong đẩy cục bột lên, đập, đập, đập nè, đẩy cục bột lên đập. Em phao cái móng của nó giùm anh, lấy cái móng nó phao cái treo đó xong thì bỏ cái màu khác giùm anh cái không? Ok, nè, vuốt nè. Giờ mình đập đầy đủ ở trên móng rồi mình vuốt nè, vuốt là phải nghiêng qua nè, đó, nghiêng qua nè, nghiêng lại nè, thấy chưa, lúc nào cũng vậy. Mình làm từ từ mà nó chắc bắp, đó, nghiêng qua, nghiêng lại nè, nghiêng qua, nghiêng lại. Tại sao bột nó dẻo, nhớ là cái liquid nha, tình yêu nói rất là nhiều rồi, cái liquid EMA xài rất là good, đừng có xài MMA nữa. Có một số người bây giờ vẫn còn xài cái liquid MMA, tình yêu nhìn vô là biết nó là MMA, nó không phải là EMA đâu, nó trắng phếu rồi, nó không có làm một tí mà nó ra cái màu hơi tím tím thôi. Cái đó là vẫn còn là MMA, có thể là do người ta pha cái MMA vô trong đó nữa. Cho nên mong rằng anh chị em mà làm nail, anh chị em đừng có pha bất cứ một cái gì vô trong cái bột, vô trong cái liquid. Khi mình pha vô mình đắp bột nó sẽ bị vàng, okay, nó sẽ bị vàng bột, nó sẽ bị đổi bột. Cho nên anh chị em nhớ cố gắng làm nail, mình đừng có phá theo cái phong cách của mình làm. Cái sản phẩm của người ta đã có sẵn là mình đừng có phá đâu. Mình chế biến thêm, có người nói với tình yêu là chế cái acetone vô đây nữa, bó tay luôn, cái đó là tầm bậy nha, đừng có phá nó, đừng có phá theo cái đường lối làm của mình. Ví dụ như mình làm nail á, mình phân ra những cái gì trên cái móng tay á, design hay là cái kiểu nào làm nó lẹ mà nó đẹp nó gọn thì mình nên học, còn cái đó là không nên nha, không nên phá, không nên chỉ bậy cho người ta. Ok, giờ tình yêu sẽ chỉ cho anh chị em làm cái này luôn. Thấy khi mình đắp cái móng không, nó phải suông như vậy là mình tí xíu mình dũa nó rất là ít, cho nên anh chị em cố gắng làm sao đắp cái cục bột trước khi mình dũa, mình đắp vô sát vô trong như vậy, cái hồi mình dũa nó rất là ít. bây giờ chú ơi, chú đang đắp con số bao nhiêu, cọ số bao nhiêu, chỗ đắp số 14 con, chú nào lúc nào coi chú tình yêu làm mà lúc nào cũng số 14. Ok, bây giờ mình dũa nha, mình dũa nè, mình dũa cho nó khô nè, đây dũa cho nó, trước khi nó khô mình dũa lại cho nó đẹp này.
lên đi, đây là có Thuận ơi. Nó chỉ sơn cái chân lại cho nó thôi. Lấy cái máy cài đưa cái chân keo á đó, đó vũa lại nha, nhớ vũa lại cho nó sạch nè, vũa lại cho nó tròn cái chỗ này, cho nó tròn cho nó đẹp, ok, cho nó tròn cho nó đẹp lại để mình bỏ bột lên nó rất là đẹp. Đây là cái bàn tay, đây là cái bàn tay tình yêu làm rồi nè. Cái này bỏ ra cho hết, đây là cái bàn tay tình yêu đã làm rồi nè, thấy chưa. Chứ bây giờ mình muốn chia sẻ cho anh chị em làm nè, nhớ share giùm nha. Không ai thấy con mà sao không thấy gì hết, con mà sao không thấy gì hết. Đó, nhớ vũa lại coi cho nó ngay, nó bị méo là mình phải vũa cho nó thẳng, vũa lại cho nó thẳng, nhớ nha, nhớ vũa lại cho nó thẳng, vũa lại cho nó thẳng, cho nó tròn và cho nó đẹp. Đó, cho nó tròn cho nó đẹp, nhớ canh cái tay của ta phải để thẳng như vậy này, cái cho nên cái đường này, cái đường cung nó mới thẳng được, ok. Hello Khánh nhỏ, ok, bây giờ mình làm nha. Đó, xong rồi, cho nên nó tròn rồi nè, nó chưa, nó tròn lại nè. Đó, bây giờ mình vũ bên đây. Rồi, vũ không mắc khóe hả, chuyện nhỏ. Rồi, tí xíu chú sẽ vũ luôn, không có mắc khóe, không có mắc bột quá đúng không? Không, vũ không có bị mắc bột quá đúng không? Chứ mắc khóe làm sao, vũ mắc khóe là mắc luôn ngón tay người ta luôn rồi con. Vũa sao mà nó mắc luôn cái khóe của người ta luôn, mắc luôn ngón tay luôn vũa. Giờ chỉ có chặt ngón tay người ta thôi chứ mới mắc cái khóe thôi. Ok. Rồi mình vũa nha. Đó, mình vũa, vũa. Vũa cho nó sạch, cho nó đẹp. Coi nó ngay chưa, nó chưa ngay nè, vũa lại cho nó ngay. Đúng rồi, mắc bột chứ mắc khóe là xong luôn con. Nhớ, nhớ nha, rồi vũa nè, nhớ vũa nè. Xong rồi, ok, đẹp rồi, bây giờ xong rồi nó đẹp rồi đúng không, bây giờ mình làm cái gì, ok, bây giờ mình phủi bụi xuống nè, phủi bụi xuống nè, đó, phủi bụi xuống, xong rồi mình lấy cái cọ nè, mình lấy miếng bột nè, đây, giờ mình lấy cái bột màu đen nè, mình lấy một lấy chút xíu thôi, nè, chút xíu bột màu đen thôi, bỏ lên, đó, đẩy lên nè, đẩy lên, mỏng thôi, không cần dày đâu, đẩy lên, bây giờ đẩy sát lên, rồi, xong mình quẹt xuống luôn, quẹt nó xuống luôn nè, đó, quẹt nó xuống luôn. Bây giờ xong rồi lấy bên đây, đó, lấy bên đây, nè, thấm xuống, nó lên, nhớ nè, đẩy lên nè. Bây giờ coi nó cao bằng nhau chưa, nó cao bằng nhau rồi, xong mình quẹt xuống, đó, quẹt xuống, đó, thấy chưa, kéo, xong rồi mình làm cái gì? Coi cho nó ngay ngắn đã, ở cho nó ngay ngắn đã. Rồi xong mình lấy cái plate, cái này là của quay treo, nó coi là plate quay treo. Xong rồi mình bỏ lên, cái này là số 4, ok, nó gọi là cái tên của nó ra nè, mua về xài, ok. Mua bên quay treo thì nếu không có bán cái này nha, ok, lấy nè, bỏ lên nè. Amazon hoặc là eBay, ok. Cái này còn không mà anh chị em nào qua bên chị Tammy Huỳnh nó có bán, ở bên Cali có bán. Anh chị em nào muốn order thì nè, lấy cái này bỏ lên. Đó. Đây, order. Ra nó đây. Bỏ lên, nhớ bỏ lên. Đó. Bỏ lên từng cái một. Được chưa? Bỏ lên từng cái. Đây, bỏ lên cho coi nha, xét lên, thấy đẹp không? Rất là đẹp. Hello Thanh Hiền, anh có thể hướng dẫn em cách chụp hình nha. Ok, chụp hình đó anh chị em, tình yêu chỉ chụp hình bằng cái pha, cái Facebook. Lộn, chụp hình bằng cái phone, iPhone thôi.
Xong rồi tình yêu là cái gì? Tình yêu dùng cái app của nó gọi là Photo Editor, mình qua đó mình chỉnh lại ánh sáng thôi chứ mình đừng có chỉnh cái bàn tay. Ở đó cái app đó nó free, nó không có chỉnh được đâu. Để nó chỉnh ánh sáng thôi chứ không có cái gì hết. Tình yêu không có chỉnh app chỉnh gì mà nó ghê gớm đâu. Tình yêu chụp đó là tình yêu muốn chụp hình đó. Khi mọi người chụp hình. Hello. Khi mà anh chị em chụp hình, anh chị em phải lấy hết cái bàn tay. Anh chị em nhớ khi mình chụp hình, anh chị em phải cố gắng, anh chị em đừng bao giờ lấy cái background nhiều mà lấy cái bàn tay thôi, hiểu không? Cho nên anh chị em cố gắng là khi mình chụp hình là mình phải chụp sao, mình phải chụp cái bàn tay của Neo thôi chứ mình đừng có chụp lên cái background làm cái gì. Tại vì anh chị em chụp hình mà anh chị em có để thiệt là xa, anh chị em chụp cái background không, đâu có được. Nếu không phải chụp đó là mình phải chụp làm sao là mình chụp á, chụp cái bàn tay Neo thôi chứ mình đâu có chụp cái background để làm cái gì thì nó sẽ đẹp, nhớ không? Rồi xong rồi mình chụp xong rồi mình đem qua bên cái photo editor mình chỉnh lại ánh sáng đó. Tại vì cái ánh sáng của mình nó chưa có đủ thì qua đó mình chỉnh sơ lại một cái là nó sẽ đẹp thôi, chứ không có nên xài nhiều, không nên ấy nhiều. Bỏ lên chậm lên đó. Nó nhiều quá thì mình lấy nó ra thì nó để nó bị ấy đó, thấy không? Giờ mà xong rồi mình làm cái gì? Bây giờ mình lấy cái bột clear mình bỏ lên nè, clear bỏ lên, bỏ lên nè. Thấy chưa, nhìn đây. Bỏ lên cho nó đẹp, bỏ từng cái nha, đừng có bỏ nhiều quá nó không có đẹp đâu. Bỏ nhiều quá nó lấy hết cái màu, cái tỷ lệ của mình nó không có đẹp. Sau cùng là đi câu cá thế suốt đêm á, cho nên cái giọng mình nó chưa có lấy lại sức, cho nên nói chuyện cũng hơi đặc biệt. Em mới vô anh cắt bằng cái cọ luôn nè, em nhớ tí xíu em coi lại ha, tí xíu anh vẫn giữ trên cái này ở trên cái Facebook của anh đó, em vô em coi lại cái cách bây giờ mình đắp bột lên nè, đắp bột lên từ trong ra ngoài nè. Cái này là anh dùng bằng cọ xong rồi lấy dũa, anh dũa lại thôi, anh không có cái đồ cắt. Tại vì anh làm cái kiểu này nó quen, nó nhanh lại là mà nó quen. Nhưng mà anh chị em muốn anh chị em nào mà muốn học theo cái cách của tình yêu á, là anh chị em phải đắp bột cho chuẩn. Anh chị em đắp bột chuẩn, anh chị em cắt nó mới lẹ được. Anh chị em cắt bằng cái kia nó nhiều khi nó không có đều, nó méo. Nó không có đều, còn cái này mình dũa, mình cắt xong mình dũa, mình lấy cái cọ mình làm xong mình dũa lại là nó sẽ đều. Okay? Nó sẽ đều hơn là mình cắt đồ. Bây giờ mình làm gì, mình lấy bột lia mình phủ từ trong ra ngoài, nhớ là đắp mỏng nha, đừng đắp dày nha anh chị em, tại vì cái này phải cần có bột lia để nó phủ lên chi, nó giữ cái lia này lại, nó giữ cái black lại, chứ không thôi là nó bay ra, dù nó bay ra sao, đúng không? Mình phải làm cho đúng trình tự. Dạ nó tên là Photo Editor nha, mày nói rồi đó, có người đó viên những có ghi trên đó Photo Editor nha. Chỉnh cái đó free, không tốn tiền, không có tốn đồng nào hết. Rồi nhớ vuốt vô để cho thấy khi mình làm mình vuốt bột vô là nó sẽ ra, nó phủ cái màu ở dưới, nó phủ cái clear đỡ lại, thấy chưa, là nó sẽ đẹp đó. Phủ lại lấy cục bột dưới ra là lúc này mình đã hoàn thành xong cái móng, thấy chưa, hoàn thành xong cái móng design của mình rất là đẹp. Tí xíu mình gắn hộp sọ lên đây đẹp nhất nách luôn. Cái kiểu này đó là ít có ai mà chỉ cho mình kỹ lắm nha, thật sự ra là như vậy. Thấy đa số họ như họ lên like, họ làm tịch nhanh thôi mà, chứ họ không có chỉ mình chẳng kể gì đâu. Cho nên anh chị em nhớ coi, xong anh chị em nhớ share bài lại để học cái gì chơi, chứ không phải là tình yêu mà cần nhiều cái view đâu. Mà anh chị em hay hỏi tình yêu hay nhắn tin đó, hỏi rồi cái đó anh làm sao, cái đó anh làm sao thì tình yêu hay lên like đó, tình yêu không muốn anh chị em hỏi. Tại nhiều khi tình yêu bận á, tình yêu không có trả lời, sợ người ta giận người ta, ồ sao ông này không chẳng có hỏi hoài không trả lời, không phải đâu, tình yêu rất là bận.
cho nên nhiều khi không có trả lời được. Là tình yêu muốn làm like cho đây nè, anh chị em lên coi, anh chị em share lại để chị để mình học cái gì chứ. Rồi thì mình học mình cho người khác người ta coi luôn, cho người khác người ta học luôn, thì mình nhớ share bài lại thôi, chứ không phải là share lại để nhiều người coi đâu, không phải. Tình yêu nhiều khi không có lẫn thời gian để trả lời cho anh chị em nhắn tin nhiều lắm. Ngày nào tình yêu cũng có nhiều cái tin nhắn lắm, hỏi anh ơi anh làm cái đó sao, anh đã lên tay anh chỉ rồi, thì có lẽ anh ngồi giải thích sao giải thích được bằng nhắn tin, mà mình là nhắn tin thì dở nữa, nhắn cái tin mình biết ha, ngón tay của anh ta nhắn tin biết nó cùi hai cái móng, còn mình không có nhắn tin tay mình nó mọc ra đều. Hello anh Kevin, phải không anh Kevin? Sáng anh có hỏi em cái vụ mà làm ông lê hả, bữa nào em rảnh em trả lời anh ha, bữa nào em rảnh em chỉ cho anh chị em nhớ cố gắng, bây giờ nhớ cố gắng làm sao tới đây nó phải hoàn thành ra mà cái smile line của mình nó đẹp như vậy, nó phải đều như vậy thì nó ra đẹp được. Anh chị em nhớ khi mình làm á, mình nhớ cố gắng mình để có ngón tay cho thẳng, khi mình làm cái smile line này hai bên này nó phải đều, chứ đừng có để nó bị méo, nhớ nha, nó bị méo là thua, bị méo là không có đẹp. Cho nên anh chị em cố gắng, anh chị em cố gắng là làm sao cho nó đẹp đó. Bây giờ nó đơn giản thôi nè, bây giờ khi mình chụp hình hay gì em, anh chị em cố gắng chứ đừng có đắp bột xong rồi mới dũa nha, đắp bột xong dũa là thúi luôn, xong ngắt cũng được. Nguyễn Hữu Hà, ok à, dạ. Hello Annie Phan, trời ai cũng nói anh vậy hết á, ai cũng nói anh đẹp quá anh đẹp quá, à, cảm ơn nha. À, nhớ cố gắng thấy tình yêu dũa cái sếp không, rất là nhẹ nhàng. Cái điều quan trọng nhất là đừng bao giờ dùng sức. Chị em làm nail mà ngồi cả ngày rồi mà còn dùng sức nữa, tối về lấy sức đâu làm chuyện khác. Nhất là mấy anh chàng mà làm nail á, mình chỉ hoài đó, nhớ cố gắng là phải giữ sức để tối về còn làm chuyện khác, đừng như vậy nha. Đó, nói cho anh chị em nghe là coi tối mình còn phải làm chuyện khác nữa, đâu phải riêng cái chuyện làm nail không đâu. Làm nail mà làm đẹp mà chuyện khác làm không đẹp là bỏ ăn luôn. Bây giờ thấy chưa, đơn giản lắm, rất là thẳng. Bộ tay này nhé hả, tình yêu lấy 85 đồng có ăn một xoài. Mày nói giá rồi hả? Trước khi mình làm mình phải nói giá cho người ta trước hả? Tình yêu hay làm xong tình yêu hay nói giá. Lúc hồi xưa tình yêu không có nói giá, nhưng bây giờ tình yêu hay nói giá để chị biết không, để cho anh chị em lấy giá cho nó thiệt là cao, không phải là cao thiệt là cao, nhưng mà lấy giá cho nó đúng với cái ngành nail của mình. Chứ anh chị em đừng có lấy giá thấp quá rồi cạnh tranh với nhau, được phá giá không có tốt. Thật sự ra cái nghề theo của mình này, làm mồi rất là đau, rất là cực, mà anh chị em lấy giá rất là rẻ thì nó rất là không được. Nhiều khi mấy con khách nó vô nó hỏi ủa sao bên kia nó vậy, biết là bên kia là khác, bên mình khác, nhưng mà nó hay hỏi gì mình cũng khó chịu, đúng không? Mình nó hay hỏi mình ở bên kia tại sao lấy giá đó, mày lấy giá như vậy, bên kia nó khác, bên này nó khác, nhưng mà mình nghe nó hỏi là mình cũng khó chịu. Cho nên mong rằng anh chị em nó coi like rồi mình sẽ hiểu được cái làm của mình đó, mình chịu khó mình làm đẹp, xong rồi mình làm những cái sản phẩm tốt của mình lấy giá cao cho họ đó. Cho nên như vậy mình cái ngành nail của mình nó mới không có bị mắc giá. Thứ nhất mở máy thiệt là lớn lên, đây mở máy thiệt là lớn lên, thấy chưa, chạy nè, thấy anh chị em thấy tình yêu làm không, không có bị đứt tay nào đó, nhớ cố gắng chạy cho mình trước đó, thấy chưa, thấy cái cuticle nó tròn không? Chú bị dị ứng bao tay con ơi, chú bị dị ứng cái bao tay, chú lên đai cũng nhiều rồi, tôi đã nói cái bao tay á, chú bị dị ứng. Khi mình bị dị ứng bao tay á, mình không đeo được á, mình nhớ kêu khách đi rửa tay trước khi mình làm nha anh chị em. Tại vì nhưng mà anh chị em phải đeo bao tay vô đó, nhưng mà tại vì tình yêu không có đeo bao tay được, đeo bao tay nó bị ngứa, cho nên thông cảm nha. Cho nên anh chị em nhớ cố gắng khi mình làm cho khách hàng á, mà không đeo bao tay được á, mình nhớ mình đi rửa tay, rồi khách hàng đi rửa tay luôn, rồi đến chi để cho nó sạch sẽ là mình trước khi mình làm. Okay. Anh chị em nào mà rửa bị mắc vé, mua cái đầu rửa này về rửa nha, cái đầu rửa này về rửa nó sẽ không bị mắc vé. Thấy chưa, rửa rất là vô tư, lỡ nó có vô ngón tay là nó không đứt tay, già vô tư luôn. Thấy chưa, thấy nó tròn không? Thành giải vô trong qua mát đây.
cái đó trà mâm nó không có phê, trà mâm là nó la á á luôn, nó sẽ không có dẫn chơi đâu. Anh hay anh ế lấy cái đó anh trà mâm biết rồi. Lúc này anh trà mâm mà cái mâm anh nó láng luôn, anh trà mà cái bàn chải đó cái mâm anh láng láng không còn cái gì hết. Đó. Da chết rồi nó đi hết, da chết trên mâm đi hết luôn. Nhớ cố gắng nha, dùng cái đầu dũa này mở máy thiệt là lớn đó, mở máy thiệt là lớn, dũa dũa rất là sạch sẽ trong cái critical đó. Xong rồi làm gì, xong rồi mình quay xuống dưới này, mình clean đó, clean ở dưới đây nè, mình clean ở dưới đây cho sạch bàn chải. Bàn chải mua ở trong Walmart nha, mua ở Walmart hoặc là Just a Supply hoặc là hoặc là Low hoặc là Home Depot đều có hết nha. Cái bàn chải đó mua trong họ Home Depot cũng có nữa. Tình yêu làm thật sự ra làm bộ nail này rất là nhanh, nhưng mà tại vì tình yêu mình nói chuyện rồi chỉ cho anh chị em làm cái cách này cách kia để cho nó lâu, thật sự ra nó không có lâu đâu nha. Làm cái này rất là lẹ, làm cái này khoảng chừng nổ một tiếng là xong rồi, tại vì cái này đắp bột chỉ làm hai ngón design đơn giản như vậy, thì đối với tình yêu thì nó không có lâu lắm đâu. Nhưng mà tại vì tình yêu làm live, tình yêu hay chỉ kỹ giũa làm sao, xếp giũa xếp làm sao, làm sao cái đó để nhìn cái bàn tay nó gọn mà nó đắp giũa là phải giũa nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà như cung đàn. Nghe nghe mấy anh kia nói vậy em biết không phải cung đàn là sao, cung đàn là phải nhẹ nhàng đúng không? Trời ơi, em có con bướm em bán hoài mang mua chị Nga ơi, chị Nga em có con bướm mà em bán hoài mai thì lấy mai thì mua á. Anh chị em bán bướm lên trên eBay nha chị Nga, eBay hoặc là Amazon mua nha chị Ba chị Nga. Chứ em có con bướm em bán hoài không ai mua. À, em có con bướm mà người ta nói, người ta tới người ta coi nó gọi bướm này bướm bà là không được, bướm bà người ta không có mua. Chết luôn. Thời bữa nay người ta mua bướm nhỏ nhỏ thôi chứ người ta đâu có mua bướm bà, chị đâu bướm bà bự quá đâu ai mua, bó tay luôn. Ấy da, tôi lấy cái này. Ngon qua đấy. Nhớ nha, tôi nhớ tên là Trai Nguyễn nha, nhớ nói nha, nó nói là nó qua làm nha, làm mà nói mà không lấy là chết với tôi à. Qua đây mà chê trả hàng lại là tôi không có cho gì thêm đâu á. Qua đây mà thấy bướm rồi mà không có nhận hàng là chê hàng là tôi không có trả, không có cho gì thêm nữa, nói chứ là no gì thêm nữa nha. Anh chị em thấy tình yêu dũa không? Dũa rất là nhẹ nhàng mà dũa từ từ, không cần phải làm ao ao đâu. Anh chị em thấy mấy em lớp trẻ trẻ bây giờ dũa bột á, là người ta phải để cái dũa nè. Thì khi mình để cái dũa là mình phải để vô, là mình dũa nhẹ nhàng, mình nó ăn bột nè. Chứ đừng có lắc gì kỳ vậy, lắc gì này sao ăn. Dũa là phải dũa nè, đó dũa từ từ nè, đó dũa từ từ nè, thấy chưa? Ăn bột rõ ràng không? Từ từ, chứ đừng ai mà dũa sực như dũa kỳ vậy. Dũa gì mà dũa giống như là mình đi chợ dũa vô mua cục thịt xong đi ra vậy, nó đâu có ăn bột đâu. Không chịu lấy về nói sản xuất hả? Lấy về nói sản xuất làm sao? Không, sản xuất để mình lấy hàng đó giờ ra đi là không có trở về nữa, nó no refund rồi mà. Gửi bột qua Canada không? Dạ có, em có gửi bột qua tất cả các nước, như chẳng hạn như là chỉ có những nước nào tình yêu không gửi nổi thôi, là chẳng hạn như mấy cái nước Liên Xô nè, Việt Nam nè đó. Bây giờ những cái nước đó hoặc là những cái nước nào mà xa quá tình yêu gửi nó rất là tốn tiền cho anh chị em nên không có gửi được thôi. Chứ còn thật sự ra Canada là láng giềng, hello một cái là hàng ngày mai hai tuần sau có liền. Canada rất là gần đúng không, láng giềng qua chỉ cần hơi tình yêu em cần 5 hũ bột 7 hũ bột gửi là sẵn 2 tuần sau là ví dụ như gửi, thật sự gửi qua lẹ lắm, gửi qua khoảng chừng 5-3 bữa là tới thôi. Nhưng mà tại vì cái hải quan nó giữ đồ lại rồi nó coi cái gì trong đó rồi nó sẽ đánh thuế mình, rồi mình trả thuế là mình sẽ được lấy hàng ra thôi. Còn đó, ví dụ như ở bên Mỹ thì khỏi nói rồi, về bên Mỹ thì chỉ cần 3 bữa là hàng tới nơi. Ví dụ như cái mùa dịch này nó hơi chậm chút, nó chậm 1-2 ngày thôi là mình cũng có hàng rồi. Còn mấy nước Canada rồi Úc rồi tình yêu còn gửi mà, Úc tình yêu gửi cái đó. Tình yêu mới đi gửi mấy người bên Na Uy nữa kìa. Na Uy mà tình yêu còn gửi tới mà. À,
bây giờ mình xong rồi nè, chuẩn bị mình gắn ốc sò vô nè, nó cho nó đẹp cái bàn tay nè, nhìn là nhức nách nè. Bàn tay mà phải có cái dài cái hộp xoài vô trong đây chứ. Nó mới lên, đẩy lên trong sát ở trong cái kia đi còn đẩy lên, thấy chưa? Giữ nó lại khoảng 3 second. Thấy chưa? Đẩy nó lên. Giữ 3 second. Đó, đẩy lên, giữ 3 second. Giữ nó lại cho nó nằm ở trong đó. Khi mà cái này nó không có dày. Là cái này khi mà nó gặp đèn là nó sẽ chảy ra. Luôn là nó gặp đèn nó sẽ chảy ra. Nó chảy vô mấy cái chân hộp xoài nó mới chắc được. Thấy chưa? Nhìn cái móng đã luôn ha. Viber nó đâu tốn tiền đâu, gọi bằng Viber nó sẽ quất luôn. Được chưa? Đẩy đẩy không tròn vô. Mấy cái này thấy vậy chứ nó rất là đẹp anh chị em, đẹp cực kỳ luôn, đẹp nhức mắt luôn. Thật sự khi mình làm nó không có, nó chưa có đẹp, mà khi nó xong rồi nó rất là đẹp, nó rất là đẹp luôn, xong rồi nó đẹp lắm mọi người. Khi xong rồi nó sẽ hoàn thành cái sản phẩm của mình rồi, nó làm cái bộ neo rất là hào hứng, người ta đeo vô người ta cũng cảm thấy rất là đẹp. Chị em thấy không? Đó, mình chùi lại, chùi sơ lại cái. Mình mua lầm, ví dụ như mua lầm là cái tên của mình thôi, bây giờ người ta đâu có khe với người nào đâu. Đó là người ta sẽ ảnh hưởng tới tên tuổi của mình, cho nên mình không nên làm thôi. Đó là cái tại sao em không làm ở đại lý ở Việt Nam, chứ còn đại lý Việt Nam em gửi hàng về là bán là vô tư thôi. Lý do là tại sao em không làm ở Việt Nam là như vậy. Rồi bây giờ mình nhớ gắn hộp sò lên. Chị em cỡ nào đi chăng nữa mà khi mà hỏi có vấn đề mà shipping á, anh chị em sẽ không mua, là tại vì sao? Nó rất là ship, rất là mắc. Chẳng hạn như mua một cái đồ trị giá chỉ có khoảng độ 100 đồng mà tiền ship thì hết 50 đô la, thì anh chị em nghĩ có lời hay không, có nên ship hay không? Thật sự là như vậy không? Đó, nhớ cố gắng gắn cái hộp nó đẹp, nhớ nha. Tình yêu chia sẻ rất là tận tình, thì rất là kỹ lưỡng, là khi mình đắp bột á, cái điều quan trọng cái xếp đẹp hay không là do mình đắp bột nó đẹp, chứ không phải là do mình vũa nó đẹp đâu nhé. Mình đắp bột nó đẹp thì mình chỉ cần vũa sơ thôi, anh chị em hiểu không? Cái này là mình nói thật lòng, là mình thấy rất là nhiều là anh chị em làm nail á, anh chị em không có chịu tiết kiệm thời gian những cái kiểu mình làm, mà anh chị em cứ làm lên rồi anh chị em nói ồ lỡ có nó có hư hao gì thì mình vũa không được, là mình phải làm sao cho nó đẹp để khi gắn hộp sò bò thóp thì nó 32 đồng em. Cái chai đó 22 đồng và cái chai một ô cái chai gắn hộp sò đó em mua về gắn đã lắm mà lâu lắm, nó nhiều lắm. Nó không có ít đâu. Cái nhiều lắm. Đây, và sau đó mình sẽ chùi mấy cái tờ giấy đó, mình chùi vào, mình chùi vô cái kia cờ nhìn cái nét không. Nó đẹp từng ly từng tí. Không có phải là chuyện lớn gì, nhưng mà quan trọng là anh chị em cố gắng coi like, là anh chị em phải học hỏi được nhiều để anh chị cho cái bàn tay của mình làm nó ra nó đẹp đẽ hơn. Đấy, bây giờ mình bỏ xuống, khi mình chụp hình muốn chụp hình kiểu này cái tay của mình phải chụp lại đó, mình phải để cái ngón tay này chụp kiểu này chụp lại cho mình để ngón tay nó xuống đó, đừng để nó dính lên. Và cái này vậy để bên đây cho nó đẹp thẳng xuống coi chưa kia được đó, bây giờ là mình mới bỏ lên mình chụp được. Bây giờ coi nè đó. Khi như vậy là mình chụp cái bàn tay nó mới gom lại, lỡ nó dính ra nè, mình đè nó vô, thấy chưa? Rồi xong rồi mình mới đưa cái đèn xuống nó sát mà, thấy chưa? Đưa cái đèn nó xuống sát, thì lúc đó mình mới chụp hình được, thấy rõ không? Thấy chưa anh chị em thấy rõ không? Cho dần trái tim bay bay coi, nó quá trời luôn. Đó, anh chị em nhìn đi, đẹp không? Nhìn là nhức nách luôn chứ không phải dẫn chơi đâu. Cho em vài trái tim lên anh Hải Chiều. Trái tim cho em vài trái tim bay bay đi anh Hải Chiều ơi. Bye mọi người nha.